Hi, chào buổi sáng cả nhà, chúc cả nhà một buổi sáng thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cả nhà ơi, hôm nay Jessica sẽ nấu cái món là phở gà trứng non. Mời cả nhà cùng vào bếp với Jessica nha. Đây quý vị ơi, ở đây Jessica có mua một con gà nè. Gà này là gà mái, chắc tầm khoảng ký 2, ký 3. Bây giờ Jessica sẽ rửa sạch sơ chế. Jessica đã rã đông từ tối hôm qua rồi nè. Bây giờ Jessica sẽ cho muối với lại chanh vô chà. Gà người ta cũng làm sạch, làm lông hết rồi. Mình chỉ chà muối lại cho nó đừng có hôi da với hôi lông gà. Đó, chà chanh là nó rất là sạch luôn quý vị. Mình chà sát vô cái da gà nè. Đó, nấu món ăn mà mình sơ chế kỹ, thịt của mình nó sẽ rất là thơm, nó không có bị hôi, nó không có bị tanh nữa. Đó, bây giờ Jessica sẽ rửa sạch lại bằng nước lạnh nè. Sáng nay Jessica nấu phở thì chỉ có nấu hai cái đùi với hai cái cánh thôi, nấu đủ hai cái tô phở thôi quý vị ơi. Nấu nhiều quá ăn không hết, nó rất là ngán. Đó, nên nấu cái món này cũng rất là nhanh, không có mất nhiều thời gian. Mất tầm khoảng một tiếng là mình có tô phở nóng hổi thơm ngon rồi quý vị. Đó, bây giờ Jessica sẽ rửa sạch bằng nước lạnh nè. Ở đây Jessica cũng có một cái hộp trứng non với lại là dội trường á quý vị. Đó, bây giờ nước nó vừa sôi tim nè, nó chưa được sôi nữa, mình cho luộc gà lúc mình luộc nước lúc nó còn ấm á quý vị. Luộc như vậy thì gà của mình nó sẽ chín từ từ, nó rất là ngon, nó không có bị nhão cái dây gà. Đó, bây giờ cho hai cái đùi với hai cái cánh vô để mình nấu. Trong khi chờ nấu gà thì Jessica sẽ làm cái trụng nước sôi qua cái vỏ quế với lại đinh hương với lại thảo quả. Tại vì những cái đồ khô này thường người ta phơi nó rất là dơ, dính bụi quý vị. Mình ngâm nước sôi như vậy thì nó làm cho cái bụi bẩn của mình nó sẽ sạch bụi bẩn đi, với lại là cái những cái hương liệu nó sẽ nở ra. Lúc mình nấu như vậy nó sẽ tiết ra cái mùi rất là thơm. Đó, ngâm nước nóng chút xíu đi, Jessica sẽ bỏ vô cái lòng để bỏ cho vô nồi nước dùng cho nó thơm. Đó, trong đây gồm có một miếng vỏ quế nè, hai cái tai hồi với vài bông đinh hương. Nấu cho một cái nồi phở là tầm khoảng 2 lít nước quý vị. Nước luộc gà nó sôi rồi nè, bây giờ Jessica cho vào đây là một củ hành tây để cho nó ngọt nước. Đó, rồi cho luôn cái lòng hương liệu lúc nãy Jessica đã ngâm vào nước sôi rồi nè, cho nó ra mùi thơm đặc trưng của phở. Đó, gà cũng sắp chín rồi. Bây giờ Jessica sẽ đi sơ chế cái món lòng gà với lại trứng non, để chút xíu mình cho vô tô phở mình ăn chung kèm với phở gà luôn. Đây quý vị ơi, Jessica chuẩn bị một cái nồi nước nè, cho vô chút xíu muối, khoảng một muỗng cà phê muối. Rồi Jessica sẽ sắc lát cái củ gừng nè, gừng với lại đập dập đó, với lại củ hành tím mình đập dập nữa, để mình cho vô cái nồi nước mình luộc cái lòng gà với lại trứng non cho nó thơm. Lòng gà với trứng non á là cái dồi trường quý vị. Cái theo Jessica biết đó là cái ống dẫn trứng của gà đó. Thì Jessica đã rửa sạch rồi, đã rửa sạch qua muối giấm cho nó sạch rồi. Bây giờ Jessica sẽ cho vào đây để luộc. Đó, mình luộc tầm khoảng 10 phút thì nó sẽ chín. Đó, đây là cái không phải ruột đâu, mà là cái dồi trường của gà đó quý vị. Cái này nó ăn cũng rất là ngon, nó giòn giòn. Đó, chứ sẽ gà luộc tầm khoảng 10 phút thì nó sẽ chín. Cho cái trứng non vô luôn nè. Đó, mình luộc qua gừng với lại hành tím như vậy nó rất là thơm.
Gà Jessica luộc trong cái nồi nước cũng được 25 phút rồi nè quý vị. Jessica xăm vô cái đùi gà thì thấy nó cũng đã chín rồi. Bây giờ Jessica sẽ vớt ra để nguội. Để chút xíu mình sẽ cho vô tô phở. Bây giờ Jessica sẽ nêm lại cái nồi nước dùng cho vừa ăn. Đây mình chuẩn bị mình ăn phở. Đó. Đây Jessica nêm vô đây là một vá canh đường phèn tương đương với khoảng là 2 muỗng canh đường phèn đó quý vị. Thêm vô là 1 muỗng rưỡi canh bột nêm. Rồi cho vô đây thêm là 1 muỗng canh cái bột nêm phở. Đó. Cái này là cái gia vị nêm phở người ta làm sẵn đó quý vị, làm cho cái nước phở của mình nó có màu đẹp, với lại nó dậy lên cái mùi của tô phở. Cái lòng gà Jessica cũng luộc chín rồi nè. Bây giờ Jessica sẽ cắt nhỏ vừa ăn, để mình xào qua với tỏi với hành tím cho nó thơm, để chút xíu mình cho vô tô phở luôn. Đó, mới luộc nóng hổi thơm phức luôn quý vị. Phở mà có lòng gà với lại là trứng non nữa thì là nhất rồi. Rồi bây giờ Jessica sẽ phi cái hành tím với lại tỏi lên cho thơm nè. Cho cái mớ lòng gà vô mình xào. Với lại trứng non luôn. Đó, thơm phức luôn quý vị ơi. Bây giờ mình sẽ nêm vô đây là 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, với lại nửa muỗng cà phê muối, để cho nó thấm đều vô cái lòng gà của mình á. Lúc mà mình bỏ lên cái topping của tô phở, nó sẽ rất là ngon, đậm đà. Đó, thơm phức hấp dẫn luôn quý vị ơi. Cái nguyên một cái phần trứng non với lòng gà như vậy là người ta bán 12 đồng một hộp đó quý vị, là tầm khoảng 1 pound là khoảng 4.5 gram. Đây quý vị ơi, Jessica đã trụng cái phở tươi nè, với lại giá nè. Bây giờ mình cho thêm cái đùi gà lên. Đó. Cho thêm vài cái miếng lòng gà với lại trứng non nữa. Thế là có một cái tô phở rất là tuyệt vời luôn. Lòng gà này, lòng gà trứng non này lâu lâu mới có bán quý vị. Thường những cái xe mà người ta đi từ Florida lên á, người ta chở hải sản nè, trái cây nè, rồi những cái món mà người Việt mình hay ăn đó, như là trứng non này nè, cũng là thuộc cái dạng là đồ quý hiếm đó quý vị. Đó, hôm nay Jessica mua được mấy hộp luôn. Bây giờ để dành để nấu những cái món ăn theo kiểu Việt Nam. Cho thêm hành lá, hành tây lên nè. Đó, bây giờ mình sẽ chan cái nước phở lên. Đó, hấp dẫn quá chừng luôn quý vị ơi, thơm phức luôn á. Đã nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Nhìn hấp dẫn chưa? Cho thêm vào đây là vài lát ớt hiểm cho nó cay. Đó. Lại cho một xíu tương ăn phở lên nữa nè. Đó. Ăn phở mà thiếu cái tương này là không có ngon đâu quý vị ơi. Tương đen để ăn phở nè. Rồi cho ít cái cọng rau quế, rau thơm lên. Thế là mình đã có sẵn sàng một cái tô phở rất là thơm ngon đậm đà luôn. Mời cả nhà cùng ăn sáng với gia đình Jessica nha.
vắt thêm một miếng cốt chanh vô nữa là đậm đà đủ vị luôn quý vị ơi, rất là ngon. Rồi, con phở quá chất lượng luôn. Mời cả nhà ăn sáng. Sáng có tô phở gì là nấu nhanh gọn luôn quý vị. Một tiếng đồng hồ để nấu đùi gà với cánh không. Còn lòng gà mình sơ chế cũng nhanh, luộc đập thử miếng nước. Nước vừa ngọt ha. Ngon. Trứng non ngon. Có trứng non vô nữa nó ngon. Nước vừa đủ. Nóng vừa đủ hai tô. Lâu lắm mới ăn được miếng lên. Để tưởng ra. Đâu có dễ kiếm đâu. Chỉ có Việt Nam hoặc là châu Á người ta mới ăn cái này thôi. Chứ Mỹ họ đâu ăn. Chỉ có Việt Nam đi bán thì mình có ăn. Chân rau. Sao anh này ăn phở thiếu quế. Mùa gà. Mua không có. Ở bên đây á. Chắc lấy gần đây hết rồi. Dạ coi đã mới còn nóng nữa chứ bên đây chết quen hết rồi. Chắc lạnh quá không còn bán. Đó có mấy miếng mà nóng luôn á. Ẩm á. Cái lòng xào quá. Gà tươi ăn thịt khác rồi. Hành tím á, khác. Thôi gà nè. Gà này mới mần phải không? Gà tươi. Gà ăn thấy miếng thịt khác không? Gà mấy tên chen thấy cũ quá. Đó, những cái đùi gà luôn nè. Đó, hôm nay may mắn mua được cái con gà tươi ngon luôn quý vị. Gà người ta mới làm, người ta bán luôn á. Nên miếng thịt gà nó còn rất là ngon, rất là ngọt. Còn gà mà đông đá để lâu quá nó cũng sẽ mất ngon nữa quý vị. Đó. Bởi bên Mỹ này mà mua được một món ăn ngon á, thì nó rất là quý giá luôn á. Rất là hiếm. Đó, chứ còn ở Việt Nam thì mình quá dễ rồi. Ù ra chợ tí xíu là mua được con gà ngon, gà tươi luôn. Còn bên đây chủ yếu là ăn gà đông đá. Trời ơi. Đùi gà ngon quá chừng luôn. Nước thơm. Bye, chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc quý vị luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Quý vị ơi, nếu quý vị yêu thích video, xin cho Jessica một like, một share và một đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye.